hai sáu cư sĩ tỳ sắc chi la phó thác thứ sáu hồi hướng vào tất cả căn lành bình đẳng bấy giờ thiện tài đồng tử từ từ đi du hành đến thành thiện độ, bèn đi đến nhà cư sĩ tỳ sắc chi la, đảnh lễ vị đó rồi, đứng chắp tay mà bạch rằng, Đức Thánh con trước đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát Hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát Đạo. Con nghe Đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói cư sĩ bảo rằng thiện nam tử ta đã được bồ tát giải thoát tên là chẳng vào bờ mé niết bàn thiện nam tử ta chẳng sinh tâm nói như lai đã vào niết bàn như vậy như lai hiện vào niết bàn như vậy như lai sẽ vào niết bàn như vậy ta biết chư phật như lai mười phương tất cả thế giới rốt ráo không có vào niết bàn chỉ trừ vì muốn điều phục chúng sinh mà thị hiện thiện nam tử khi ta mở cửa pháp trên đàn tòa như lai thì đắc được tam muội tên là phật chủng vô tận thiện nam tử ta ở trong niệm niệm vào tam muội này niệm niệm biết được tất cả vô lượng việc thủ thắng thiện tài bạch rằng cảnh giới tam muội này như thế nào cư sĩ đáp rằng thiện nam tử khi ta vào tam muội này thì tùy theo thứ tự thấy tất cả chư phật thế giới này đó là Phật Ca Diếp, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Bà Thi, Phật Đề Xá, Phật Phất Sa, Phật Vô Thượng Thắng, Phật Vô Thượng Liên Hoa, tất cả như vậy mà làm thượng thủ. Trong khoảng một niệm thấy được trăm vị Phật, thấy được ngàn vị Phật, thấy được trăm ngàn vị Phật, thấy được ức vị Phật, thấy được ngàn ức vị Phật, thấy được trăm ngàn ức vị Phật. A-du-đa ức vị Phật, Na-do-tha ức vị Phật cho đến thấy được các vị Phật, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết, bất khả thuyết thế giới, đều thấy thứ tự tất cả như vậy. Ta cũng thấy các đức Phật đó, lúc ban đầu phát tâm, trồng các căn lành, đắc được thần thông thủ thắng, thành tựu đại nguyện tu hành, diệu hạnh, đủ ba la mật vào Bồ Tát địa được thanh tịnh nhẫn hàng phục ma quân, thành tránh đẳng giác, cõi nước thanh tịnh, chúng hội vây quanh, phóng đại quang minh, chuyển bánh xe pháp, thần thông biến hiện, đủ thứ sự khác biệt. Ta đều thọ trì được, ta đều nhớ được, ta đều quan sát phân biệt hiển bày được vị lai đức phật di lặc và tất cả chư phật hiện tại đức phật tỳ lô giá na và tất cả chư phật cũng đều như vậy như thế giới này mười phương thế giới hết thảy ba đời tất cả chư phật thanh văn duyên giáp các chúng bồ tát cũng đều như vậy thiện nam tử ta chỉ đắc được giải thoát bồ tát chẳng vào bờ mé niết bàn này như các đại bồ tát dùng một niệm trí hoạ biết khắp ba đời một niệm vào khắp tất cả ta muội mặt trời trí hoạ như lai luôn chiếu tâm các ngài nơi tất cả pháp không có phân biệt thấu rõ tất cả chư phật thảy đều bình đẳng như lai và ta tất cả chúng sinh bình đẳng không hai biết tất cả pháp tự tánh thanh tịnh không có tư lự, không có động chuyển mà vào khắp tất cả thế gian, lìa các phân biệt trụ Phật Pháp Ấn đều có thể khai ngộ Pháp giới chúng sinh mà ta làm sao biết được nói được những hạnh công đức đó. Thiện Nam Tử ở hướng Nam này có ngọn núi tên là Bồ Đát Lạc Ca, ở núi đó có vị Bồ Tát hiệu là Quán Tự Tại, ngươi đi đến đó hỏi. Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo, bèn nói kệ rằng Trên biển có núi nhiều thánh hiền, các báu thành tựu rất thanh tịnh, hoa quả rừng cây đều đầy khắp, suối chảy ao cong đều đầy đủ. Trượng phu dũng mãnh quán tự tại vì lợi chúng sinh ở núi đó. Ngươi nên đến hỏi các công đức, vị kia chỉ ngươi đại phương tiện. Bấy giờ thiện tài đồng tử đành lễ vị cư sĩ tỳ sắc chi la, đi nhiễu quanh vô lượng vòng ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ mà đi.